Xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì mấy hôm nay do công việc của em nhiều quá cho nên là em không có lên clip được đó quý vị. Em lên clip mới lên clip được hồi sáng nay. Thì chiều nay em có về được hai con súp Mỹ quý vị, một con súp JBL 150 và một con súp ARHO 10. Thì tất cả đều là bass 25 hết quý vị, nhưng mà cái con súp JBL này thì quý vị trông nhìn nó bự hơn ha. Còn anh em nào thích gọn thì chơi con AR ha. Thì bắt 25 hết quý vị. Và hai con súp này thì là đều đẹp như nhau ha, tình trạng là đẹp như nhau. Đây quý vị. Rất đẹp luôn á. Em quay xung quanh hết cho quý vị ha. Chỗ này có cái góc này nó bị chóc cái simili của nó nè. Rồi em có xử lý em dán nhẹ lại nè ha. Đó, không ảnh hưởng ha quý vị. Đó, tại vì cái dòng này thì nó lấy cái góc này nó hay nhất, còn phía trước là đẹp xuất sắc ha. Vì thường quý vị để cái dàn đồ cái dàn men âm ly lên đây thì cái mặt tiền phía trước này nó đẹp ha, quan trọng là tiền phía trước nó đẹp. Nói chung con này xung quanh là đẹp hết, chỉ có cái simili này nó chót thì chịu thôi. Rồi phía sau đây quý vị ha, xuất sắc luôn, đẹp keng luôn ha, quý vị thấy nó mới cực kỳ mới ha. Điện 120W thuần nha quý vị và công suất là 250W. 250W ha, JBL mình cơ động súp 150. Thì con JBL này có mức giá 6 triệu 500 nha quý vị, 6 triệu 500 cho con JBL này, đẹp rất đẹp. Chiều sâu là 40. Này chắc chiều ngang 40 luôn, 40 luôn quý vị ha, nó vuông 40. Và chiều cao là 45 ha. Rồi, tới con AR quý vị. Con AR này thì cái phần gỗ này nó bằng gỗ nha quý vị, bằng gỗ rất đẹp ha, bằng gỗ quý vị nhìn nó giống như những cái thằng loa JBL nè, quý vị nhìn bằng gỗ nè, tại đây nó bị chó ánh đèn ha, đó cái lỗ hời nó thông phía trước và cái bát nằm trong đây nha quý vị, đó bát gần cao su, quên em chút xíu em lật bát cho quý vị xem, cái con này thì bát nó nằm ở trong cái thùng luôn ha, đó nằm trong đây nè, đó ha, trong đây nè, còn cái con kia thì bát nó nằm ở dưới đít luôn. Thì con này đánh thì cái hơi nó sẽ dồn ra theo cái lỗ hơi này, dồn ra trước hoặc là dồn vô tường rồi nó dội ra. Đó, con này thì xuất sắc luôn ha, đẹp keng. Xuất sắc luôn, vân gỗ đẹp như thế này. Đó, nè vân giống vậy không nè. Tại cái đó nó khuất tối nên các em quay không được. Xuất sắc luôn quý vị, đẹp với nó là đẹp. Nè, em quay lên cho quý vị xem nè. Đó, tại vì em mới có lao sơ sơ ha. Rồi, AG, A cao tuyết đùi sơn. Model là S10HO. Công suất 150W, điện là 230 240 ha, dòng này là xuất. Đó. Dòng này Mỹ, xuất Âu. Hai volume ở đây. Hai ngõ vào, đó, đây có ngõ vào đường dây loa và ngõ ra luôn ha. Đó, cắt pha ở đây. Rồi. Con súp này thì giá mềm hơn quý vị. Đẹp hơn mà giá mềm hơn, giá 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi nha. Rồi em quay con này cho quý vị xem. Đây quý vị, con này là bass 25 đây nè quý vị ha. Đó thì tất cả tình trạng là nguyên zin và hoạt động hoàn hảo hết, đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi đó, và giá là 5 triệu rưỡi, con này thì 6 triệu rưỡi nha quý vị.